À vâng, rất vui được gặp lại 500 anh em. Sau clip livestream hôm qua thì có rất nhiều anh em đã nhắn tin cho em và yêu cầu là quay cụ thể hơn về hai dòng Pioneer mới về chuyên dùng để ghép loa Nga. Đó là con Pioneer A2050 và âm ly Pioneer A2030. À, anh em có thể thấy đây, hình thức của nó rất là đẹp. Đằng trước là mặt phay nhôm này, phù bạc. Bên cạnh là cái tản nhiệt của nó, trông rất là hầm hố, rất là bắt mắt. Và đặc biệt dòng này là được mệnh danh là những lực sĩ tí hon của nhà Pioneer. Thì tại sao lại thế? Trước hết là bởi vì cái kích thước của nó rất là nhỏ. Em có thể thấy ở đây nhá, con này là size 38 này, chiều dài là 38cm, chiều cao cũng chỉ độ 8,5, và chiều sâu của nó thì rơi vào độ 29-30. Đấy, con này kích thước nhỏ nhưng mà chất âm mà nó mang lại không hề nhỏ tí nào đâu ạ. Bọn này đều chạy 4 sò than xanh đen. Đấy, và chạy 3 biến thế nguồn, trong đó có 2 nguồn công suất và 1 nguồn là chỉnh âm sắc. Em A2050 ở đây thì là đàn anh của dòng 2030. Cái công suất của nó nhỉnh hơn một chút, con trên thì 145W, em 2030 ở dưới thì 130W thôi. Và đặc biệt là em 2050 này có chạy thêm class AB ấy, thì chất âm của nó sẽ sáng hơn này, và cái phần bass có phần dày hơn, uy lực hơn một chút. Và theo như em được tìm hiểu thì những em này sản xuất từ năm 1979 và giá xuất xưởng lúc bấy giờ lên đến 59.000 yên, tức là tương đương với hơn 12 triệu Việt Nam đồng. Đấy, anh em cũng nhìn lại hình thức của nó nhá, rất là đẹp. Và toàn bộ là điện 100V, bảo hành riêng nguyên bản cho anh em. Đấy. Trong tầm giá này thì nhiều anh em cũng phân vân giữa 8800X này, 8800 2 la mã. Như anh em cứ Google là biết, là sẽ thấy là dòng Pioneer 2030-2050 nó hot hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì em này không những đánh được các cái loa Nhật mà bass 25-30, mà còn kéo được cả những loa Nga, là đối tác cực kỳ thân cận của các cái dòng loa Nga S90D này và nhiều dòng loa Nga nữa. Điểm đặc biệt của em nó là như thế. Và chất âm của nó em cũng đảm bảo là hay hơn dòng 8800 kia nhiều. Con 8800 kia thì thường chỉ được cái khỏe thôi, tiếng nó khỏe thôi, còn đâu phần âm sắc thì em đánh giá cao bọn này hơn. Và đặc biệt trong lô hàng lần này về có một bộ combo, đó là thêm thớt tuner Pioneer S2050 này và thớt cassette T3050, có hai đèn vu rất là đẹp. Đấy, anh em nào mà chơi bộ này thì vừa có giá trị sưu tầm này mà vừa có giá trị để trang trí nữa. Anh em bày trông rất là bắt mắt đúng không ạ? Đây ạ, một thớt FM nữa đây. Đấy, rất là đẹp. Còn bây giờ em sẽ quay đằng sau để anh em xem thông số một chút nhá. Đây, Pioneer F2050 này. Đây là thớt tuner 2050. Còn đây là thước cassette 3050 made in Japan. Các cái cassette này bọn em đều đã test và đang chạy ổn định rồi anh em nhá. Hai âm ly đây của chúng ta đây. Con trên là công suất 145W. Em 2030 ở dưới thì 130W. Đấy. Đằng sau vẫn còn rất là di nguyên bản cho anh em. Đã test ngon này anh em chỉ về ghép loa thôi và thưởng thức thôi ạ. Đấy, và trong khuôn khổ clip hôm nay thì em cũng chưa quay test ghép loa được cho anh em đâu, bởi vì hôm nay khá là cập dập ấy. Bác Khánh còn vừa ăn cơm trưa xong, đang ra ngồi uống nước một tí nữa lại vào kiểm tra hàng nốt để đóng hàng cho anh em đây. Thì trong chiều nay hoặc là ngày mai nếu có thời gian rảnh thì em sẽ quay ghép loa cho anh em nghe thử một tí nhá. Đấy, còn anh em nào mà muốn báo giá của từng thớt một thì alo trực tiếp cho bà chủ này, 0912 572434, địa chỉ là 19 ngõ Trần Cao Vân, Thịnh Yên, Hà Nội.
website âm thanh Khánh Hằng, website âm thanh mại.com. Bác nào mà ở gần Hà Nội hoặc các khu vực lân cận thì có thể qua tận nơi để giao lưu cũng như là được tận tai thưởng thức những cái con âm ly này. Má nào ở xa mà có thiện chí mua thì cứ alo trực tiếp, bọn em sẽ nhận chuyển khoản trước này, sau đó sẽ gửi hàng qua nhà xe hoặc là gửi tận nơi đến bằng Viettel Post. Anh yên tâm là sẽ phải gửi xa, là bọn em sẽ đóng thùng xốp cẩn thận, chứ không những cái đồ điện tử này mà đóng bằng bìa không thôi thì sợ vận chuyển có rất là nhiều vấn đề ấy. Okay, cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Và nếu anh em thấy hay cũng đừng quên ấn like và ấn theo dõi kênh YouTube của hai cơ sở bên em nhé, Âm Thanh Khánh Hằng và Yến Âm Thanh Bãi. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ, và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.